Để tôi xem tình hình chiến đấu nào. Ôi trời, kẻ địch sắp đến cổng thành rồi. Xem tay thiện xạ đây. Bắn. Ôi, bể đầu rồi. Ha ha. Thêm cái nữa. Lại bể đầu rồi. Ha ha ha. Chẳng có gì khó khăn. Dõng nhẽo. Đánh ra. Để ông đây chơi máy bắn đá nào. Ơ, máy bắn đá này còn có vạch nữa. Cành sao đây? Dựa theo trực giác vậy. Ôi trời. Chà, sướng quá. Một lần xử luôn 10.000 lính. Chơi xong đi mua vé số. Thêm lần nữa. Ấy chà, sướng.